phát tự biến thành đồng tiền để các hạ tiện mua rượu cùng nhậu cho vui. Khi Quỷ nghe đùi tay biến thành đồng tiền thì chấp nhận ngay lấy bỏ vào túi áo trong đó có sẵn cây thánh giá bằng bạc, khiến Quỷ không thể trở lại nguyên hình được. Nhưng rồi sau Chắc đã giải phóng cho Quỷ với điều kiện là Quỷ không được quấy nhiễu Chắc trong suốt một năm, và nếu Chắc chết Quỷ cũng không được tu linh hồn của Chắc. Cho đến năm sau Chắc lại đánh lừa được Quỷ để Quỷ leo lên cây cao hái quả. Trong lúc Quỷ còn lơ xoay trên cây thì Chắc thắt ngay cây thánh giá vào thân cây. Thế là Quỷ sợ không dám leo xuống, cho đến khi Quỷ hứa không được quấy nhiễu thêm 10 năm nữa rồi Chắc mới bóc trở vỏ cây có thắt cây thánh giá đi. Chẳng bao lâu sau nó thì anh chàng Chắc hạ tiện qua đời, hồn ma của Chắc đến gõ cửa thiên đường, nhưng thượng đế không nhận cho một kẻ công danh giáo cá như vậy lên khỏi trời xuống địa ngục. Thì gặp Quỷ bị lừa khi trước còn tức tối nên Chắc muốn vào địa ngục cũng không xong. Tuy nhiên giữ lời hứa không bắt hồn Chắc, Quỷ đuổi Chắc đi và chỉ cho Chắc một cục than hồng để mà dò đường. Trong đêm tối hạ tiện bỏ cục than cháy đỏ vào trong một củ cải tròn khoét ruột làm đèn, và từ đó lẫn vẫn khắp cõi dương gian. Người ái cổ Nhĩ Lan gọi Chắc là Chắc Hoa Lan Khang, tức là Chắc làm đèn, và sau đó biến thành Chắc Ô Lan Khang. Ngày 31 tháng 10. Ái Nhi và Thùy Dương là đôi bạn rất thân, sống và lớn lên tại Vũng Tàu, bên vùng Cát Trắng. Vì gia đình đôi bên là chỗ quen biết khá lâu nên tình cảm bạn bè giữa hai người như ánh hồng dương thắp sáng giữa đêm khuya. Without saying a word, you can light up the door. Thì Dương, mày đi chơi tụi tao không? Ờ, thôi, tao bận lắm, tao không đi đâu, mày đi đi. Thôi, vậy tụi tao đi nha. Alo, Thì Dương hả? Tao nè, mày đang ở đâu thế? Tao đang định lên nhà mày chơi nè. Hay quá mà. Quỷ, dở hoài. Chút xíu nữa tao lại liền nha. How we go. Nhớ mày nhiều lắm. Thì mày đâu, nhưng ta chỉ sợ ba mẹ tao biết. Thì chứ chuyện tao mày thì... Dì, nếu có gì bỏ tay xuống, mày hãy nói cái gì vậy? Có chuyện gì chị? Anh gì? Muốn gì chị? Cô làm gì kỳ vậy? Thì nó có gì đẹp gì đâu. Ủa, cô vậy? Vậy? Không được đồng tình luyến ái đối với một người đáng sợ. Tân Binh Cửu Ước, Lê Đi Ký, chương 18 câu 22. Sau đây là phần tổng cộng số điểm của ba đội mà đã cho chúng ta những chặng đường cười vỡ bụng bằng nhau. Chúng ta có thể đoán thử xem đội nào có thể chiến thắng trong dạ hội hôm nay và họ sẽ mang lại gì cho đội của mình. Thì đây là một cuộc trao đổi với tinh thần vui chơi nên chúng tôi cho điểm bằng những chặng có tay của các bạn. Đội nào có những chặng có tay lớn nhất thì sẽ giành được 3 điểm về cho đội của mình. Nhưng hãy lưu ý rằng tất cả ba đội đều xuất sắc, đem hết tất cả mọi tài năng của mình ra trình diễn cống hiến cho cuộc thi. Trong mắt chúng tôi không có một đội nào dễ cả, có dễ hay không là vì các bạn mất tinh thần đoàn kết. Ôi sao mà chị hú cho nó. Yeah.
Theo chúng ta sẽ mời mỗi đội lên hai người để hóa trang. Đội nào hóa trang nhanh và đẹp đúng theo thời gian 2 phút mà chúng tôi quy định thì đội đó sẽ giành được cho mình 3 điểm. Chúng tôi xin chúc các bạn gặp được may mắn trong phần thi này. Nhưng trước khi các bạn hóa trang, chúng tôi muốn các bạn nhìn lên video clip để xem sự hướng dẫn. I like to get ready to rock the
hai người chấm điểm. Có lời hết có quyền chấm điểm rồi. Bây giờ ban giám khảo là chủ tịch giáo hạt. Ông ra trái cho chị Phương cho chúng ta. Ông Sang, ông Sang, ông Sang không có đường về nhà đâu. Bây giờ ban giám khảo là cho điểm đó. Sang ơi. Có cái miệng có hầm răng. Có cái miệng có hầm răng. Chúng tôi vô cùng kinh tiết về vụ án, vô cùng giả mang với tinh thần căng thiết này. Thành thật chia buồn và hối tiếc để báo tin này cho gia đình nạn nhân của bà Nguyễn Thị Mạnh Nga.